Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang vừa mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Triều Giang, 25 tuổi, 20 năm tù và Nguyễn Tiến Thành, 23 tuổi, 14 năm tù về tội giết người và tội cố ý gây thương tích và Trình Vũ Tuấn, 33 tuổi, mức án 8 năm tù về tội giết người. Ba bị cáo cùng cư ngụ tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và đều có tiền án tiền sự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm soát, do có mâu thuẫn từ trước với ông Mai Văn Lương vào tối ngày 12 tháng 11 năm 2021. Sau khi uống rượu xong, Giang mang hung khí gồm dao và chĩa cùng với Thành và Tuấn đi tìm ông Lương để giải quyết mâu thuẫn. Khi đến khu phố 4, phường Bình San thì phát hiện ông Lương đang ở nhà một người quen, nên Giang cầm dao, loại dao Thái Lan, đâm vào người ông Lương hai nhát thì bị gãy dao. Mặc dù bị thương nặng nhưng ông Lương vẫn cố chạy thoát ra cửa sau thì bị Thành cầm cái chĩa đâm hai nhát vào nách và đùi. Ông Lương bỏ chạy ngược ra cửa trước nhưng bị trượt chân té xuống sàn nhà thì Giang tiếp tục dùng dao Thái Lan đâm vào lưng. Còn Vũ Tuấn khi biết ông Lương là người quen nên không làm gì, sau đó vứt dao rồi cùng đồng bọn bỏ về. Trên đường đi, Giang còn dùng hung khí gây thương tích cho bốn người khác vì cho rằng những người này là đồng bọn của ông Lương. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích mà Giang và Thành gây ra cho ông Lương là 16%. Riêng Giang gây thương tật cho 4 người còn lại có tỷ lệ từ 2% đến 30%.